Chào các em, chào mừng các em quay lại với kênh Emily Channel của cô. Và hôm nay chúng ta cùng học bài cuối cùng trong tiếng Anh lớp 1 các em nhé. Unit 16, At Home. Bài số 16, Ở Nhà. Các em thân mến, các em hãy nhìn qua đây cho cô nào. Chữ cái ngày hôm nay chúng ta học trong tiếng Anh được đọc là W. Và chúng ta sẽ đọc nhanh là W. Và âm này chúng ta đọc là W. W. Cô mời các em cùng lặp lại theo cô nhé. W. 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 Good. Và bây giờ chúng ta cùng vào từ đầu tiên các em nhé. Các em ơi, đây là cửa sổ đúng chứ nào các em? Và chúng ta cùng đọc nào. W. W. Window. 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 Và đây là động tác chùi hoặc là rửa đúng chứ nào các em? Chúng ta sẽ đọc là w w wash. Wash. Và nếu như chúng ta đang chùi hoặc là đang rửa thì chúng ta sẽ thêm chữ in vào các em nhé và đọc là washing. Cô mời các em đọc theo cô nào. Washing. Washing. Good job. Đây, cô đố các em nhé. Cái gì đang tràn ra khỏi xô nào? Đúng rồi, các em có thấy nước đang tràn ra không các em? Yes, và nước trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là water. Các em hãy cùng lặp lại theo cô nhé. Water. Water. Very good. Và bạn gái xinh xắn này tên là gì vậy các em? Bạn ấy tên là Wendy. Cô mời các em cùng đọc theo cô nhé. Wendy. Wow. Wendy. Và trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với năm số. Đó là 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. Và bây giờ chúng ta cùng đọc ngược lại các em nhé. 10. 9. 8. 7. 6. Bây giờ cô sẽ là người chỉ vào và các em hãy cùng đọc nhanh cho cô nhé. What number? Good. 8. What number? 10. What number? 9. What number? 6. What number? 7. Good job. Và bây giờ chúng ta cùng ôn lại 4 từ các em nhé. Wendy. Wendy. Water. Water. Washing. Washing. Window. Window. One more time. Wendy. Water. Washing. Window. Very good. Và bây giờ các em hãy cùng nhau dỡ sách ra và chúng ta cùng vào bài ngày hôm nay nào. 1. Listen and repeat. Và ở hoạt động số 1 này, cô mời các em nghe và lặp lại cho cô nhé. W. W. Window. Window. Wendy. Wendy. Washing. Washing. Water. Water. One more time. Window. Wendy. Washing. Water. 2. Point and say. Và ở hoạt động số 2 này, cô sẽ là người chỉ vào bức tranh và các em hãy đọc to cho cô nhé.
Đây, chúng ta có một cái cửa sổ lớn nào các em? Yes. Window. Và bạn gái xinh xắn này tên là? Good job. Wendy. Bạn Wendy đang chùi rửa đúng chưa các em? Washing. Và đây chúng ta có một xô nước đúng chưa nào? Water. Listen and chant. Và ở hoạt động số 3 này các em hãy cùng nhau nghe và hát theo cho cô nhé. Và trước khi hát các em hãy nhìn qua bức hình này cho cô nào. Có bao nhiêu cửa sổ các em? How many windows? Và bây giờ các em hãy cùng nhau hát và chúng ta cùng xem có bao nhiêu cửa sổ các em nhé. 1 2 3 4 Window. How many windows? 6 or 7 Window. How many windows? 8, 9, or 10 6, 7, 8, 9, 10 Như vậy là chúng ta có tổng cộng bao nhiêu cửa sổ nào? Các em hãy cùng nhau đếm với cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Good job! 10 windows. 4. Listen and tick. Và ở hoạt động số 4 này, cô mời các em nghe và tích vào đáp án đúng cho cô nhé. Các em ơi, ở bức tranh số 1 này, chúng ta có cái gì đây nào? Yes, chúng ta có bao nhiêu cửa sổ các em? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 windows. 6 cửa sổ đúng chưa nào? How many lemons? Có bao nhiêu quả chanh nào các em? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lemons. 10 quả chanh đúng chưa nào? Và ở bức tranh số 2, how many tops? Có bao nhiêu con quay nào các em? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Good job! 7 tops. 7 con quay đúng chưa nào? And và how many pens? Có bao nhiêu cây bút nào các em? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Chúng ta có 8 cây bút đúng chưa nào? 8 pens. Và bây giờ các em hãy cùng nhau nghe và tích vào đáp án đúng cho cô nhé. 1. How many windows? 6. 2. How many pens? 8. Now listen again. 1. How many windows? 6. 2. How many pens? 8. Các em đã làm xong chưa nào? Chúng ta cùng kiểm tra đáp án các em nhé. 1. How many windows? 6. Như vậy đáp án của chúng ta là Yes, 1A. 2. How many pens? 8. Như vậy đáp án của chúng ta là gì các em? Good job. 2B. Look, trace and write. Và ở hoạt động số 5 này, các em hãy cùng nhau nhìn vào và đồ theo cho cô nhé. Các em thân mến, hôm nay chúng ta cùng học letter W. Và đây là cách viết của letter W các em nhé. W. W. Và đây là âm W. 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 Bây giờ các em cùng điền âm W vào và đọc cho cô nhé. W, Wendy. W, Water. W,
watching the window. Now listen again. Wendy, water, watching window. 6. Listen and repeat. Và ở hoạt động số 6 này, các em hãy cùng nhau nghe và lặp lại cho cô nhé. Và bạn trai này đang hỏi là có bao nhiêu cửa sổ, bạn có thể thấy đúng chứ nào? How many windows can you see? À, mình có thể thấy 6 cái cửa sổ, đúng chứ nào các em? I can see 6. Now, listen again. How many windows can you see? I can see 6. Let's talk. Và ở hoạt động số 7 này, các em hãy cùng nói cho cô nhé. Chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu How many? Có bao nhiêu? Can you see? Bạn có thể nhìn thấy. I can see. Mình có thể nhìn thấy. Đây, bức tranh đầu tiên, các em hãy điền từ cửa sổ là windows. Cô mời các em cùng lặp lại cho cô nhé. How many windows can you see? How many windows can you see? Có bao nhiêu cửa sổ bạn có thể nhìn thấy nào? Yes, I can see 6. Các em cùng lặp lại theo cô nhé. I can see 6. B. How many pens can you see? Có bao nhiêu cây bút nào các em? Good job, 7. I can see 7. Và đây chúng ta có những cuốn sách là books. How many books can you see? Có bao nhiêu cuốn sách nào các em? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I can see 8. Và bút chì là pencils. How many pencils can you see? Các em cùng lặp lại theo cô nhé. How many pencils can you see? Có bao nhiêu bút chì nào các em? Good job. I can see 9. I can see 9. À, những quả chanh trong tiếng Anh là lemons. Cô mời các em cùng nghe nhé. How many lemons can you see? Các em cùng lặp lại theo cô nào. How many lemons can you see? Các em có thể nhìn thấy bao nhiêu quả chanh nào? Yes, 10. I can see 10. I can see 10. Let's sing. Và ở hoạt động cuối cùng này, các em hãy cùng nhau hát cho cô nhé. Và trước khi hát, cô mời các em cùng tập cho cô từng câu một các em nhé. Các em hãy nghe và lặp lại cho cô được không nào? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Good job. 1, 2, 3, 4. Và bạn gái này tên là Wendy. Wendy đang ở trước cửa phòng ngủ của cô ấy, đúng chứ nào? Wendy's at her bedroom door. Wendy's at her bedroom door. Các em cùng lặp lại theo cô nhé. Wendy's at her bedroom door. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Cô ấy có thể nhìn thấy một cái mũ trên giường của cô ấy, đúng chưa nào các em? Đây, đúng chưa nào? Các em cùng lặp lại theo cô nhé. She can see a hat on her bed. She can see a hat on her bed. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Cô ấy có thể thấy một con mèo
ở cửa sổ. She can see a cat at the window. She can see a cat at the window. Và bây giờ các em hãy cùng nhau nghe và hát cho cô nhé. Các em thân mến, như vậy là bài của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi và cô chúc các em học tiếng Anh tốt các em nhé. Goodbye!